đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2021 không chỉ là một cuối tuần đỉnh cao của thế giới thể thao, kỳ nghỉ quốc tế liệu đã giúp Liverpool quên đi trận thua trước West Ham United? Nhưng có một điều chắc chắn rằng đối thủ tiếp theo của họ chỉ đang nghĩ về chiến thắng, đó là một Arsenal đang thăng hoa với 10 trận bất bại liên tiếp. Và nếu có thể bất bại tại Nitto ATP Finals thì 2,3 triệu đô sẽ nằm trong túi của bạn. Và đồng thời, bạn sẽ là người thống trị làng quần vợt trong năm 2021. Cùng đi tìm câu trả lời vào 23 giờ Chủ nhật ngày 21 tháng 11. Bầu không khí trong nhà sẽ được giải tỏa bằng 3.600 chiếc bóng đèn pha cỡ lớn ngoài trời tại trận đua Losail. Liệu Hamilton sẽ tiếp đà chiến thắng để tỏa sáng trên bầu trời đêm tại Qatar? Và quý vị đừng vội tháo dây an toàn, bởi chúng ta vẫn còn ngày chung kết của World Rally Championship trên những con đường nhựa đầy thách thức ở miền Bắc nước Ý. Không cần những con ngựa sắt, bạn vẫn có thể là những chiến binh. Helen Vieira và Mia Jacquet sẽ là nhân vật chính của UFC vào cuối tuần này. Một sự kiện UFC Fight Night hiếm hoi, có tới 6 võ sĩ được xếp hạng. Và quý vị đừng quên, PJ Tour sẽ kết thúc lịch trình mùa thu trong khung cảnh bình dị bên bờ biển của Sea Island Resort ở đảo xanh Simon, Georgia. Ngày 20 và 21 tháng 11, không chỉ là 48 giờ của thể thao đỉnh cao trên ca cổng. Chào mừng quý vị đến với góc phân tích chiến thuật của tôi, bình luận viên Hải Linh. Trong giai đoạn mà Chelsea đang bay cao trên